có một cái lều dựng giữa một biển nước. Nhìn xung quanh không có dấu hiệu con người tồn tại. Vậy mà có một anh chàng đang cố gắng leo lên để vào trong chiếc lều làm gì đó. Nhìn thật nguy hiểm quá đi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể ngã xuống dưới ngay, mà dưới hồ còn có rất nhiều cá sấu nữa. Liệu anh sẽ làm thế nào để sống sót và vào bờ? Cùng admin đi xem anh chàng này sinh tồn như nào nhé. Chào mừng các bạn đến với Bình Nguyên Vô Tận cùng anh Đần. Các bạn biết vì sao anh lại xuất hiện ở nơi sông nước, cỏ cây tùm như này không? Vì anh Đần, sau 7749 lần liếc nhìn đắm đuối vào hai quả bưởi của cô hàng xóm và bị vợ bắt gặp thì cuối cùng anh cũng được một vé Ale cút ra khỏi nhà. Không nơi nào chứa chấp nổi anh, nên anh phải đường cùng đi ra con sông nhiều cá sấu nhất thành phố để ở. Vì anh cho rằng cá sấu còn không đáng sợ bằng con sư tử Hà Đông ở nhà. Đúng là người Đần thường có lối đi riêng các bạn ạ. Chúng ta cùng dõi theo xem anh Đần sống như nào nhé. Sau đây cho anh Đần xin 2 phút giới thiệu về nơi ở mới của anh. Đây sẽ là nơi anh sống qua ngày, cho đến khi cô vợ tha cho anh về vì thiếu người phục vụ. Chỗ này nằm khá xa thành phố, nó vô cùng rộng với nhiều bãi cát xen lẫn nước sông. Xa xa còn có cả bãi sình lầy, và đặc biệt hơn cả là ở đây nổi tiếng có nhiều cá sấu hung tợn. Nên có rất ít người qua lại ở đây, đó lại là một điều may mắn với người vô gia cư như anh Đần. Không ai tranh chỗ ngủ với anh hi hi. Phải tay làm hàm nhai ngay thôi, anh Đần tìm ngay đến chỗ nào có bụi rậm để tìm kiếm. Vì anh search chị Google bảo anh là động vật như cua cá hay trốn chỗ sình lầy. Học một biết người anh Đần đã tìm thấy ngay một bé cua sấu số mở đầu, cho chuỗi săn lùng đồ ăn ngày hôm nay. Ái chà chà, trốn kiểu gì mà lòi càng ra thế cua ơi. Ra đây chơi với anh thôi, xà lơ nhiều cua nó cào, cho cái xong bày đặt mắt chữ A mồm chữ O vậy anh Đần, vì anh xứng đáng mà. Tiếp tục lại chạy và chạy, anh Đần bảo chạy để tăng cường sức khỏe mới có cái, mà chống lại thế lực đen tối là vợ anh. Các bạn nam nên học anh Đần nhé. Chơi chỗ cạn hán giờ anh ra chỗ có nước chơi thôi. Có vẻ trời cũng thương anh Đần, anh ra chỗ này thấy ngay một cái lều trăng giữa ba cái cây. Anh sướng phát điên, không biết ai để đây để anh được bú ké thế này. Tạ ơn trời đất, anh vừa sẽ sống thiện lương suốt cuộc đời còn lại. Hết nước mắm luôn các bạn ơi, cái lều bay này là hàng xịn à nha, đồ nghề xịn lắm. Cho các bạn xem từ trên cao nè, cũng đỉnh quá đi chứ. Có hai bé cua rồi vẫn chưa đã cái nư của anh Đần. Anh lặn xuống bắt thêm cá, đúng là đã nghèo con tham ăn. Mà dưới này nhiều cá quá đi các bạn ơi, nước cũng khá trong, từng đàn cá bơi lội không biết bé nào may mắn bơi vào bụng anh Đần hôm nay đây hi hi. Ú oa em cá mắt lồi trốn trong đó làm gì ra đây chơi với anh, đúng là nơi có ít người đến, cá sinh sôi phát triển hẳn. Anh Đần có số ăn rồi đây, bơi vài vòng quan sát cái đã, rồi mình sẵn bắt mấy con to nhất. Anh rình thấy mấy bé cá rồi nhưng toàn phi trượt thôi, phải học dần dần chứ làm gì có một phát ăn ngay Đần ơi. Chán quá anh lại lên lều nằm, ngồi quay lại vlog cuộc hành trình của mình, đăng lên có khi lại nhiều phận trai đồng cảm. Giờ thời thế đổi thay, vợ bắt nạt chồng chiếm đa số. Vừa đăng lên cái đã có hai anh trai khác cùng số phận mò đến nhờ và anh Đần cho, ở ké. Anh Đần đuổi cút luôn, anh lo thân còn chưa xong. Thế là anh lại ngồi chễm chệ trên lều, đồ nhặt được mà trông khoái chí chưa kìa. Ngồi chán chê anh lại nằm, ăn uống gì tầm này săn mãi có chúng con nào đâu, anh nằm phơi mỡ tí vậy. Nói mới để ý chứ anh Đần này đúng lời luôn, nhìn body đầy mỡ của anh kìa, không có luyện tập gì cả. Nằm từ trưa đến chiều anh mới lết cái thân dậy ôm ba lô đi tiếp, đùng là chúa tể của sự ì ạch. Nước đã rút đi khá nhiều, ban sáng là nhảy xuống bơi luôn, giờ nhảy từ lều xuống chỉ có chạy, giờ mới là lúc kiếm ăn của anh Đần này. Nước rút đi bắt cua bắt cá dễ hơn nhiều. Đi một hồi nhưng cũng không con gì ăn được, anh Đần bắt đầu lo cho cái bụng mình tối nay, trời tối rồi lại nhớ nhà ghê, nhớ nhà chứ không phải nhớ mụ vợ đâu nha các bạn. Thắp đèn pin lên đeo trên trán để dễ di chuyển hơn. Bỏ nhà đi mà anh cũng chuẩn bị đồ đầy đủ ra phết đấy chứ. Tưởng tối nay ôm bụng đói đi ngủ thì tự dưng linh tính mách bảo anh Đần là có mùi đồ ăn. Anh liên đi một mạch ra cái hố, quả nhiên có một bé cua đang ẩn nấp ở đây, kéo ra xem nào, ái chà chà cũng to béo đấy. Hơi ngắn cua rồi nhưng có còn hơn không các bạn nhỉ, mặt anh cũng khoái đấy, có đồ đáp vào mồm thì chả khoái. Anh Đần đang khoe con cua này là cua cái, nhiều thịt và thịt sẽ mềm và ngọt hơn cua đực. Đang cua môi múa mép thì con cua tranh thủ chạy mất, ôi giời ơi luôn anh Đần ơi. Không cái ngu nào bằng cái ngu này. Đây đây bình tĩnh, anh Đần đã thành công đuổi theo sát đít em cua, em ơi có chạy đằng trời. Giờ là trận đấu 1-1 giữa người và cua, cua thì có càng người thì có tay. Kết quả đã rõ, anh Đần đã thắng, dành một tràng pháo tay cho anh Đần nào. Nhìn cái càng to kia mà kẹp vào tay cái, thì anh chỉ còn có 9 ngón thôi hu hu. Nhưng có vẻ anh Đần nhận ra điều gì đó, con cua cái này đang có 7 các bạn ạ, bụng nó to lắm, thôi thà cho nó đi để nó đẻ ra nhiều con hơn sau mình đến bắt cho bõ. Ôi trời, tưởng anh tốt thế nào, hóa ra là thả dây dài câu cá lớn. Anh dễ cưng ghê, mà là cưng vô lây. Trời tối quá rồi anh đành về lều ngồi cho an toàn, bữa tối mình có thể ăn trong mơ vậy, vừa vui vừa buồn nên anh vừa cười vừa nhăn như chó lục vậy. Anh chỉnh lại chỗ để nằm ngủ, nhìn từ xa khung cảnh tối om có đúng cái lều của anh phát sáng. Kể ra anh Đần cũng gan dạ đấy chứ, cho admin ở đây chắc admin đái ra quần mất thôi, sợ lắm hu hu. Bạn nào tự tin ở được comment cho mình biết với nhé, mình tin ít bạn làm được lắm. Chỗ nằm ổn định rồi, kéo khóa vào không ở đây nhiều mũi lắm, không kéo nó đốt cho mai thành con nhím luôn. Ok chị dậu tắt đèn đi ngủ. Một ngày mới lại bắt đầu, rút kinh nghiệm để không phải ôm bụng đói đi ngủ như hôm qua, anh Đần quyết tâm hôm nay sẽ thật năng suất. Anh nói thì hay nhưng không biết anh có làm được không, các bạn cùng theo dõi anh Đần với admin nhé. Để khởi động thì anh quyết định chạy một vòng cạnh bờ sông cho tinh thần nó hứng khởi.
10 điểm không có nhưng cho tinh thần của anh, nhờ hay bị vợ cầm chổi đuổi đánh mà anh chạy nhanh hơn con cờ hó luôn. Tháng trước còn có người mời anh tham gia giải chạy thành phố nhưng anh từ chối đó. Anh đần chạy cho cẩn thận nha, chứ thấy có một bé cá xấu răng dài hết sức đáng yêu nằm chờ dưới nước kìa. Chạy một hồi bùn lún sâu quá nặng chân nên anh đổi sang đi bộ. Ơ kìa chiếc lá biết bơi, à thì ra có em cua ẩn nấp bên dưới nhỏ thế này, ăn không bõ dính răng nên tha cho em một mạng. Khởi động thế là đủ rồi, anh đần bắt đầu đi mò cua bắt cá đây. Các bạn hãy like và share video để ủng hộ anh đần nhé. Anh đần yêu các bạn. Anh đần phát hiện ra một cái lỗ siêu to khổng lồ, anh đoán pha này là bú no rồi đây. Anh liền lấy dụng cụ ra để bắt đầu săn mồi ngay. Xem anh có làm ra trò trống gì không. Lấy cuộn dây cước ra, cắt mồi bé thả xuống đợi mồi to đớp nào. Giật giật vài cái trông rất củ nghệ. Ôi, ơ kìa, tin nổi không, anh đần kéo lên một con cá to phết kìa. Nhìn đã thấy núng nính toàn thịt rồi. Đây là giống cá mồm to các bạn ạ. Nhìn cái mồm to hơn cái bụng của nó này. Nhưng đặc điểm của giống cá này siêu nhiều xương nên anh đần lại tha cho nó. Gặp con nào tha cho con đó như này anh đần chỉ có đói thôi. Chơi chỗ nước chắn ra chỗ sình thì bắt được em cua. Em này hơi bé nên anh lại chế tiếp. Đến chịu anh đần luôn, tâm anh thật có tầm. Nhưng là tầm bậy tầm bạ. Anh đần đi ra một cái mương nhỏ. Hai bên thành mương có rất nhiều lỗ to nhỏ khác nhau. Dự đây là tổ của họ nhà cua rồi. Có vẻ anh đã đoán đúng. Đi vài bước lại có một chú cua nằm phơi rốn ra đấy. Mà không biết mình sắp trở thành đồ ăn của người khác. Nhưng với bản tính tham sờ lam thì anh đần quyết phải bắt được con cua chúa to nhất. Chứ mấy con bé kia anh không thấy đã. Nên nhớ tham thì thâm nha anh đần. Anh tia thấy một cái hố cua to lắm, chui cả đầu vào còn được. Anh cố gắng kéo nhau với con cua xem ai thắng. Anh ở đây đã sang đến ngày thứ hai mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nhỡ nào từ mụ vợ. Đúng SLAF phận làm trai số khổ mà. Kéo một hồi cuối cùng anh đã thăng. Ôi trời, một con cua to khủng. Anh đần sướng quá ngẩng mặt lên trời hú như chúa tể rừng xanh. Có vẻ ổ cua to nên anh tìm tiếp, mà số anh cũng may, chứ thì tay thế kia, địch trong tối ta ngoài sáng nó đớp cho cái là thành người khuyết tật liền. Anh đần đổi vị trí săn mồi, phải đi qua một đoạn toàn cây gai nước, nhìn anh đi siêu vẹo muốn lệch cái cột sống luôn đó. Vừa đi ra chỗ đất phẳng cái anh đã tia thấy con mồi, có vẻ hôm nay tổ ăn độ anh rồi. Chạy ngay ra vồ lấy nó nào, rằng co một hồi, lại một em cua nữa về với đội của anh. Mỗi lần bắt được em cua là thấy mình có thành tựu ghê gớm, phải hú lên mới đã. Anh đần quả là có tài bắt cua, tài lanh tài lẹt. Hôm nay thế là ấm no rồi, mình dừng hành trình đi săn ở đây. Cùng đi nấu ăn nào, cho các bạn xem anh đần sẽ chế biến đồ ăn như nào trong điều kiện thiếu thốn như này nhé. Nhổ một ít cỏ dại khô nào, khô giòn cả ra rồi đây này, nhặt thêm cả củi khô nữa, phải nhiều tí mới đủ. Tiếp đó là đào một cái hố để châm lửa không bị gió lùa. Nhìn anh cũng chuyên nghiệp đấy, không biết có nên trò trống gì không đây. Xếp rơm và củi thành vòng tròn để mồi lửa dễ hơn, thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, nổi lửa lên em ơi. Hú hú, giờ thì dùng hết sức bình sinh phồng mồm trợn má lên mà thổi thôi, thổi thổi và thổi, cuối cùng lửa cũng cháy to lên rồi. Trong lúc đợi lửa cháy thì ta đi chế biến cua. Hai em cua to nhất sẽ được lên sàn lửa trình diễn trước. Không thèm chế biến gì anh ném thẳng vào đống than cho chín, đúng là đồ ở bẩn, lêu lêu anh đần đi các bạn ơi. Nhìn những con cua ngả vàng dần và làn khói bay kìa, tự dưng admin thấy thơm online luôn á. Nhìn tứ hết nước bọt rồi các bạn ơi, nhà ai có cua liên hệ cho mình đến ăn với nhé. Công thức là các bạn để cho cua gần chín hết, rồi hãy đạp cát lên để sức nóng của cát và lửa làm cho cua chín vào tận bên trong. Tên đần mà cũng thông minh phết đây. Đợi vào 3 phút phủi cát đi. Ú oà, bất ngờ chưa, nhìn màu cam của con cua kìa, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Anh đần ơi, tự dưng thấy anh đẹp trai quá, anh cho em ăn với. Mùi thức ăn thơm quá đã thu hút hai ông anh hôm qua mò đến. Nhưng lần này anh đần không đuổi đi nữa mà cho vào ăn chung. Không phải anh tốt lên, mà vì lần này nhiều anh cũng ăn không hết nên cho ăn ké một tí. Hôm qua thì đuổi mà nay nhìn tình thương mến thương chưa kìa. Mời các bạn ăn cùng anh đần nhé. Nhìn mà tưởng tượng cá kết nếu cãi vợ đi nha. Các bạn thấy video hôm nay thế nào? Nếu thấy hay hãy comment cho admin biết nhé. Admin sẽ lên thêm những video như này. Còn muốn mình làm thêm chủ đề gì các bạn cứ đề xuất nha. Để ủng hộ chúng mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh cho chúng mình nhé. Yêu thương rất nhiều. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.